Lâm này bây giờ mình đem bao đi, mình chạm thôi không được ăn. Chả đâu biết được. Em còn Thank you. Trước kia ngoại hình của một cô gái là tội ác như thế nào không? Con ơi, con Hưng Vy lắm mày này. Chiều hôm kia mà cậu biết chê ngoại hình con gái là một tội ác như thế nào không? Làm sao? Sao? Ở chiều nó ông Trung thế nó bảo là cậu biết chê ngoại hình con gái là một tội ác như thế nào không? Con đấy có vẻ ăn chơi. Chơi giáo gì? Cào cào cháu chưa? Bơi, đang bơi. Học môn hàng chuyên môn của Tùng Vân đúng không? Cô cấp 5 đánh. Cô 6 đúng không? Cái rồi tên Vi Linh. Đúng luôn đi Linh. Mồm quái. Cái này đang phải chương trình về vấn đề gì? À, chương trình đó rồi mẹ cái quan công trưởng làm ăn đi cướp việc đến bây giờ. Bây giờ dân đá bắt yêu cầu nghiên cứu những cái vấn đề cùng đến nay. Cảnh giác lấy bài tiền tệ giả. Lấy khai thác sợ đéo. Khai thác nó y nguyên thì bỏ đi một số chỗ. Sắp nó đi cho lâu dài rồi. Y nguyên với cái bản của yên này. Có em là đang hỏi các đại hỏi cô xem thời gian trước thì gần bằng cắt bằng tăng kem đại. Không muốn thử dâm cái này. Vào đây vào đây. Mình lấy ngay không. Có đêm chứ.